Xin chào tất cả các bạn khán giả của kênh Mr. Zero. Và các bạn ơi, hãy cùng với Kim Trinh để tìm hiểu và cập nhật những tin tức bóng đá hàng ngày bằng cách bấm like, subscribe và nhớ bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ những điều gì thú vị của mỗi ngày các bạn nhé. Khi nhắc đến Captain, chắc hẳn nhiều người sẽ nhớ đến vĩ hùng trong biệt đội Avenger. Vị đội trưởng Mỹ đẹp trai với chiếc khiên thần thánh có lẽ đã trở thành hình ảnh quen thuộc với những fan ruột của Marvel. Có một điều không phải ai cũng biết, đó là Captain America là một trong số ít người được Deadpool, gã dị nhân kỳ quặc nhất trong thế giới Marvel, kính trọng. Thế nhưng đó không phải là nhân vật mà Mr. Zero muốn nhắc đến ngày hôm nay. Chúng tôi chỉ mượn hình ảnh của đội trưởng Mỹ để nhắc đến những thủ lĩnh thực thụ trên sân cỏ. Điểm giống nhau giữa họ chính là điều được tất cả mọi người yêu quý và đặc biệt là khả năng lãnh đạo vô cùng xuất chúng. Thế giới sân cỏ từng chứng kiến rất nhiều thủ quân như thế, nhưng chỉ có 7 vị đội trưởng sau đây được xem là vĩ đại nhất trong lịch sử tốc cầu giáo. Francisco Gento. Nhắc đến thủ quân huyền thoại của Real Madrid, người ta thường nhớ đến những cái tên gần đây nhất như Sergio Ramos, hoặc xa hơn một chút là Iker Casillas. Thế nhưng, nếu là một kình chính hiệu thì chắc chắn Francisco Gento mới là người đội trưởng thành công nhất trong lịch sử đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Ông cùng với Real Madrid giành 12 chức vô địch La Liga, 6 siêu cúp châu Âu, 2 Copa del Rey, 2 cúp Latin cùng 1 Intercontinental Cup. Ông là người đội trưởng mà các cổ động viên Real Madrid mãi nhớ, đến nay vẫn chưa có thủ quân nào của Real xô đổ được thành tích đồ sộ của vị đội trưởng huyền thoại này. Carles Puyol, một người đội trưởng xứ bò tót khác đã khiến người khác phải khâm phục bởi phẩm chất thủ lĩnh là Carles Puyol. Hậu vệ người Catalan có thể không chơi bóng hoa mỹ như những người đồng đội tuyến trên, song anh là hòn đá tảng vững chắc nhất của Barcelona trong giai đoạn thành công nhất lịch sử của đội bóng này. Chàng cầu thủ có mái tóc xoăn dài này cũng dũng mãnh tựa một con sư tử, luôn xuất hiện để bảo vệ các đồng đội trước những tranh cãi và toát lên khí phách của một người đàn ông thực sự. Nhiều người hâm mộ chưa quên được hình ảnh trận siêu kinh điển khi Piqué nhặt lên một chiếc bật lửa trên sân và định phàn nàn với trọng tài. Thay vì để mặc đồng đội kêu ca, Puyol bước lên giật chiếc bật lửa khỏi tay Piqué và đề nghị anh tập trung vào trận đấu. Một hành động nhỏ song đủ khiến Puyol nhận được sự kính trọng từ cả fan đối địch và giúp mọi người hiểu vì sao giữa một rừng sao Barcelona, Puyol vẫn được tin cậy để làm đội trưởng. Bobby Moore chính là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử tuyển Anh khi ông được giao tấm băng thủ quân khi mới 22 tuổi. Pele, huyền thoại bóng đá thế giới cho rằng chính Bobby Moore là đối thủ lớn nhất của ông sau khi hai người chạm trán nhau trong trận đấu giữa Anh và Brazil năm 1970. Khi các cầu thủ Anh chuẩn bị lên nhận cúp vàng Gillette Rimet ngày 30 tháng 7 năm 1966 sau khi đánh bại Tây Đức 4-2 ở Wembley, đội trưởng Bobby Moore đã rửa tay cẩn thận. Người trao cúp sẽ là nữ hoàng Elizabeth và Moore hết sức tôn trọng hoàng gia. Cúp vàng năm 1966 là danh hiệu lớn duy nhất mà đội tuyển Anh giành được cho đến thời điểm này. Tam sư cũng chưa bao giờ lại có một thủ lĩnh như Moore. Một trung vệ xuất chúng, một thủ lĩnh đầy uy phong nhưng lại là một người rất lịch thiệp cả trong và ngoài sân bóng. Moore vẫn là niềm cảm hứng cho bóng đá cả xứ sở sương mù rất nhiều năm sau khi ông đã qua đời. Franco Baresi. Khi người đội trưởng Franco Baresi chỉ huy Milan, trật tự được thiết lập khi người hậu vệ vĩ đại của bóng đá Italia hét lên, không gian trên sân được hợp lý hóa. Anh ấy sở hữu trí thông minh tuyệt vời, đầy táo bạo và kỷ luật, để biến Catenaccio trở thành thứ nghệ thuật đàn áp các đối thủ. Đó là lời nhận xét của Jorge Valdano, nhà vô địch thế giới năm 1986 với đội tuyển Argentina.
Chừng đó có lẽ là phần nào nói lên được tố chất thủ lĩnh thiên bẩm của Franco. Jesse chơi cho câu lạc bộ AC Milan và trở thành một trong những hậu vệ hay nhất trong lịch sử của Milan cùng với Paolo Maldini, Alessandro Costa Curta và Mauro Tassotti. Ông là một trong ít những cầu thủ dành cả sự nghiệp của mình cho một câu lạc bộ duy nhất. Tháng 8 năm 1980, Franco Resi, khi ấy mới tròn 20 tuổi, đã được bầu làm đội trưởng của câu lạc bộ, trở thành đội trưởng trẻ nhất và lâu nhất trong lịch sử Milan. Ông chỉ huy các đồng đội vượt qua muôn vàn khó khăn trong giai đoạn 1980-1986, thời kỳ mà AC Milan hai lần xuống hạng và một lần suýt phá sản. Bỏ ngoài tai mọi lời vuốt ve từ những đội bóng giàu có, ông chơi cho AC Milan 532 trận và ghi được 16 bàn thắng. Ông giải nghệ năm 1997 ở tuổi 37, chiếc áo số 6 của anh đã mãi mãi nằm trong phòng truyền thống của Milan bởi không có một ai ngoài anh xứng đáng với nó. Và một ngày nào đó, khi chân mỏi, gối chùn, khi không còn đủ sức cống hiến cho câu lạc bộ nữa, Franco sẽ nở một nụ cười mãn nguyện và tự hào nói với cả thế giới: "Với tôi, cuộc sống là Milan." Ông cùng AC Milan giành 6 Scudetto và 3 cúp châu Âu. Ricci quay lại làm huấn luyện viên cho đội trẻ Ý vào năm 2002. Obdulio Varela. Obdulio Varela chính là đội trưởng của tuyển Uruguay giành chức vô địch World Cup năm 1950 trước sự chứng kiến của 170.000 khán giả Brazil. Tiện thể nói đến World Cup năm 1950 thì chiến tích này huy hoàng đến nỗi mà chẳng ai có thể ngờ đến là nó có thể diễn ra. Thậm chí, ban tổ chức còn không chuẩn bị sẵn một cái cúp nào có khắc tên Uruguay. Sân vận động Maracana sau đó được sơn thành màu xanh da trời để vinh danh những cầu thủ của Uruguay. Theo đúng lời hứa, đội nào thắng thì sơn đội màu đó lên sân vận động. Không nói cũng biết những cổ động viên của Brazil não lòng đến mức nào về đội trưởng Uruguay. Obdulio Varela đã dành cả buổi chiều lang thang trên khắp các quán bar ở Rio để an ủi những người Brazil. Không những vậy, Obdulio Varela được coi là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Uruguay khi tuyển Uruguay chưa để thua bất kỳ một trận đấu nào có sự góp mặt của Obdulio Varela. Roy Keane. Không có gì ngạc nhiên khi đội trưởng vĩ đại nhất Premier League thuộc về đội bóng thành công nhất Premier League, Roy Keane, người sở hữu tính cách dữ dội khiến đồng đội cũng phải e sợ. Điều đó đem đến cho Keane một khí chất riêng đặc biệt, hoặc là chiến thắng, hoặc là không gì cả. Các Manusian có lẽ vẫn chưa thể quên được trận bán kết lượt về giữa Juventus và Manchester United tại Champions League năm 1999. Sau trận lượt đi hòa 1-1 tại Manchester, Quỷ Đỏ bị dội một gáo nước lạnh ngay trong 10 phút đầu của trận lượt về. Inzaghi lập cú đúp và nâng tổng tỷ số sau hai lượt trận lên thành 3-1. Lúc này, Manchester United buộc phải ghi hai bàn thắng để có thể đi tiếp. Nhưng ngay sau cả, người lạc quan nhất cũng khó có thể tin vào điều thần kỳ. Nhưng may cho Manchester United là họ có người đội trưởng Roy Keane, người có màn trình diễn để đời tại đêm Turin đó. Keane sốc lại tinh thần toàn đội sau khi bị dẫn trước và miệt mài chiến đấu bằng cách là có mặt ở mọi điểm nóng trên sân và thậm chí là còn tự mình ghi bàn rút ngắn tỷ số. Từ cú phạt góc của Beckham, Keane bật lên cao và đánh đầu tung nóc lưới. Anh vươn tay đấm vào không trung và nhanh chóng cùng các đồng đội chạy về vạch giữa sân. Cả trận đấu ấy, Keane chỉ mắc một sai lầm duy nhất khi phạm lỗi với Zidane và phải nhận thẻ vàng. Điều này đồng nghĩa với việc Keane sẽ vắng mặt tại trận chung kết Champions League nếu United lội ngược dòng được trước Juventus. Khi không còn gì để mất, Keane chơi bóng như thể không còn ngày mai, dẫn trước mặt anh là những tinh hoa của bóng đá thế giới như Didier Deschamps, Edgar Davids hay Zinedine Zidane. Keane rõ ràng là một cầu thủ có tài, song khí chất toát ra từ anh thậm chí còn nổi bật hơn. Keane giống như một ngọn hải đăng giữa đêm giông bão, soi sáng đường cho những đồng đội. Nhắc về mùa giải ăn ba huyền thoại năm 1998-1999 ấy, người ta có thể nói không dứt về cú solo ngoạn mục giữa Ryan Giggs trước Arsenal tại cúp FA hay hai bàn thắng thần kỳ trước Bayern Munich tại Camp Nou. Nhưng mọi thứ sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi người đội trưởng Roy Keane và trận đấu đã chết bỏ trước Juventus. Franz Beckenbauer. World Cup năm 2018, đội tuyển Pháp leo lên đỉnh thế giới mà không có một thủ lĩnh đích thực nào trong đội hình. Và lúc đó, người ta mới bắt đầu nhận ra đã từ lâu trên sân chơi lớn nhất thế giới vắng đi những thủ quân huyền thoại mà chỉ cần nghĩ đến, người ta sẽ nêu tên Franz Beckenbauer đầu tiên. Đi vòng quanh các con phố của Munich và hỏi ai rằng hoàng đế bóng đá vĩ đại nhất mọi thời đại và chỉ có một cái tên xuất hiện trong đầu họ. Họ gọi là De Kaiser hoặc De Emperor, có nghĩa là hoàng đế.
Tên thật là Franz Beckenbauer vì phong cách thanh lịch, thống trị và lãnh đạo của mình trên sân cũng giống như cái tên đầu tiên của ông Franz làm chúng ta nhớ về các vị hoàng đế Áo. Beckenbauer được coi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử môn thể thao này. Chính hoàng đế Franz Beckenbauer chèo lái của xe tăng Đức đánh bại bóng đá tổng lực của người Hà Lan, mà đầu tàu không ai khác chính là huyền thoại Johan Cruyff, đưa Đức lên ngôi ở cả Euro năm 1972 và World Cup năm 1974. Nhờ hai chiến công vĩ đại này, Franz Beckenbauer từng được FIFA bầu chọn là người đội trưởng xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá. Căn cứ theo bộ luật Law of the Game, nhiệm vụ chính thức duy nhất của một đội trưởng là chọn mặt sân do trọng tài tung lên để chọn sân và quyền giao bóng trước mỗi trận đấu. Trong trường hợp đội bóng bước lên ngôi vô địch, đội trưởng cũng vinh dự là người được nâng cúp đầu tiên. Nhưng trong thực tế, đó chưa và không bao giờ là nhiệm vụ tối thượng của người đội trưởng. Bởi nếu nhiệm vụ chỉ đơn thuần là chọn mặt sân và nâng cúp, thì các huấn luyện viên đã chẳng phải vào đầu bứt tai để chọn được một người đội trưởng như ý cho đội bóng mình dẫn dắt. Vậy, một người đội trưởng lý tưởng phải có những phẩm chất gì và nghĩa vụ của anh ta đối với đội bóng phải ra sao? Những vị đội trưởng ở trên đã thay Mr. Zero trả lời cho câu hỏi này. Nếu bạn nghĩ danh sách này còn thiếu một cái tên nào khác, hãy cho chúng tôi biết bằng cách để lại bình luận ngay phía bên dưới. Đừng quên nhấn like, share và subscribe nếu thấy video này thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại!